Rồi, shop đầu cô anh Bảy xin chào cả anh em ha. Hôm nay là ngày 26 tây tháng 1, em sẽ lên kỳ là 182 anh em. Kỳ 182 này á thì em lên là cần cặp bon 2 khúc 3 khúc nha. Nó có một cây, chỉ có một cây cặp phíp bạo lực ở đây thôi. À, cặp phíp bạo lực 2 đọt luôn. À, thì cần bữa nay 2 đọt thì cũng được 3 cây. 3 cây 2 đọt ha. Cần 2 khúc thì bữa nay độ cứng thì tầm khoảng cỡ là 50 đến 120 nha anh em. Nó cũng độ cứng, nói chung là độ cứng cũng khá lý tưởng để cho anh em đánh, vừa đánh cảm giác vừa bạo lực luôn ha. Đó, thì bữa nay thì có mai ma được mấy cây ISO, hai cây ISO với mấy cây cần henchy rồi á. Với một cây cần tay trợ máy với được ba cây cần tay ha. Ba cần tay bữa hổm em lên kỳ bữa hổm còn nè. Bữa nay em để giá xả cho anh em chơi ha. Anh em chốt nhanh nha, thì còn mấy cây cần tay này nha anh em. Đó, giá hôm nay rất ok. Với một bộ máy lua ha, một bộ cần lua chứ, một bộ cần lua mới ngang đấy. Thì bữa nay lên cũng clip này cũng nhanh á, tại vì có tầm khoảng cỡ 16-17 số gì à ha. Bữa nay cần hai đọt cũng nhiều á, có cây ba khúc hai đọt được kìa. Rồi ok nha anh em, lên đồ nha. Và phí ship mặc định bên em á là 40.000 một đơn nha. Anh em nào chốt hai đơn cho lên em sẽ miễn phí ship cho anh em đó. Thì clip này tầm khoảng cỡ 2 đến 2 clip nữa, tầm 2 đến 3 clip nữa là em sẽ là kết thúc năm nha anh em. Sẽ nghỉ Tết. Ha, chắc tầm khoảng cỡ clip này xong một clip clip này, một clip clip sau nữa là lên máy, clip sau nữa là máy, clip tới nữa là em sẽ lên là đồ xả cho anh em, là đồ xả cuối năm luôn. Clip cuối cùng là em sẽ là xả phụ kiện nè. Đó, phụ kiện như là bao cần nè, rồi dây nè, rồi vợt nè. Rồi nói chung là thứ linh tinh, những cái hàng xả như là phụ kiện, như là mấy cây cần tồn á, mấy hàng tồn của em còn bao nhiêu em lên em xả hết cho anh em luôn, giá rất là rẻ nha. Đó thì hôm nay thì chỉ là hôm nay là lên là cần hai khúc ba khúc hàng carbon ha. Rồi lên hàng nha anh em. Đây bữa nay là hàng carbon hai da cũng nhiều á. Đây mở hàng đầu tiên là một cây cần carbon 2 da của Đại Hoa nha anh em. Đây cây này của Đại Hoa nè. Đó, một cây cần rod carbon này của thằng cây này nội địa Nhật nha, cây này của nội địa Nhật. Đó, hai khúc phen bát là Fuji luôn, carbon 2 da nè, còn mới chát luôn nha anh em, thấy không? Đó. Độ cứng của nó là hai đọt nha, một đọt cứng 50 và đọt cứng 80, dài là 2.7 nha. Một ba khúc 2.7 thì khá là ngon. À, dòng gót carbon. Đó. Đây, đọt là đọt tháp nha anh em, đọt tháp sợi tinh. Đây, bu thì bu môi trời nè. Ha. Đó, bu môi trời đây. Hai đọt, đọt cứng 50 và 80. Đây, cây cần này độ mới rất là cao ha. Cây này độ mới tầm trên 85% nha anh em. Đó. Đó. Rồi. Cây này bữa nay để cho anh em giá là rất là ok cây này luôn. Để cho anh em giá là 1.4 thôi. Cây này 1.4 nha anh em, cần carbon 2 da luôn nha anh em. 1.4 là anh em lấy được cây này ha. Mã số là mã số 1 nha. Đó. Rồi, tới mã số 2. Mã số 2 là tiếp một cây 2 khúc. Một cây 2 khúc cái bát rất là đẹp luôn, bát đời cao nè, bát đời mới nha. Ha, một cây Đại Hoa Hoderlock. À, dòng giờ Switzer nha nè. Dòng Power Smith. Nó Power Smith. Carbon Switzer nè, nó dòng này là cũng là carbon 2 da luôn nè. Ha, từ gốc đến ngọn luôn nha anh em. Cây này là carbon 2 da từ gốc đến ngọn luôn. Sắn là bu xích luôn nha anh em. Cây này bu xích môi trời luôn. À, ăn cái bu xích nha, rất ok. Đó, có tiếng Nhật đầy đủ ha. Đây, cái cây này thì nó có hai cái đồ quấn cần nha. Cho anh em hết nha, hai cái đồ quấn cần này. Rất là tiện cho anh em câu khi mà anh em thu gọn cần rồi đó. Đây. Và khoen bát là Fuji hết nha anh em. Này, khoen cái bát này, bát đẹp lắm. Nó thì cây này để cho anh em giá là cây này để cho anh em giá 1.3 thôi nha. 1.3 là lấy được cây này nha anh em, cứng 80 và 2.4. À, cứng 80 và 2.4, dòng này đánh bao lực nha. Cây này câu cha chơi chim. Đó,
là câu hồi dịch vụ được nha. Cây này ok nha nè, cây này để cho anh em 1.3 triệu thôi. Mã số cây này là mã số cây này mã số của nó là mã số 2 nha nè, cây này mã số 2 nha. Cây này quá ok rồi. Rồi tới cây mã số 3. Đây, mã số 3 là cần 2 đọt tiếp. Đây, cây mã số 3 là một cây cần của con Suzumi, hàng Korea xuất Nhật đây. Tem Nhật đầy đủ luôn ha. Cây này có tem Nhật luôn. Bát là Fuji luôn, fan cũng là fan Fuji luôn. Cây này nó có 2 cái đọt. À, cây này độ dài khá lý tưởng luôn, độ dài 2m7. À, 2m7 2 đọt luôn nha anh em. Một đọt cứng 30 50 và một đọt cứng 80 120. Cây nó có thông số luôn. Đây. Một đọt 30 50, một đọt 80 đến 120. Đó, vừa cảm giác vừa bạo lực luôn. Một đọt cảm giác, một đọt đánh bạo lực. Đây, khoen bát rồi hoàn chỉnh hết nha. Càng còn cũng rất là mới luôn. Đây. Một đọt thì cái bu này cũng là bu Fuji luôn, nhưng mà bị phai màu thôi. Đó, thì cây này cần này để cho anh em giá để cho anh em giá 2m7 thì độ dài này cũng rất là hiếm, ít về ha. Để cho anh em cây này để cho anh em 1 triệu thôi ha, hai đọt để em 1 triệu thôi. Đó, mã số là mã số 4 nha anh em, mã số 4 1 triệu, một số 2 số 3. Cây này mã số 3 ha, mã số 3 này 1 triệu nha anh em. Nó 2m7 hai đọt luôn, 1 triệu thôi. Rồi tới mã số 4. Đây, mã số 4 cũng là một cây 2m7 hai đọt nữa đây. Cũng là một cây dòng carbon, hàng carbon luôn. Cây này Sonat Hunter này, cây này hãng Sanwa ha. Cây này Sanwa hình như dòng nội địa, dòng nội địa Nhật á. Đây, cây này thì cây này độ cứng cũng quá là ngon luôn, quá là chuẩn luôn. Một đọt cứng 50 80, một đọt cứng 80 đến 120 nha. Đó, bộ khoen bát là Fuji hết, hoàn chỉnh hết nha. Đây, đọt tháp sợi thủy tinh vàng. Quá là chuẩn luôn. Đó. Thì cây này cũng để cho anh em giá là 1 triệu luôn nha anh em. Cây này mã số là mã số 4 nha. Mã số 4 cũng là 1 triệu luôn nha. Đó. Rồi, tới mã số 5. Đây, mã số 5 là một cây cần 3 khúc. Một cây này 3 khúc dài 3 mét nha anh em. 3 khúc dài 3 mét, cứng độ cứng là cứng 80, quá là chuẩn luôn. À, cứng 80 này anh em cho xong đồ xong hồ đồ là ok rồi, lăn xê đồ là bao đâm luôn ha. Cây này đặc biệt cái nó là cái được cái bu xích môi trời luôn rồi nè, thấy không? Cây nào có bu xích thì cây mấy cái hàng đó là hàng tốt nha nè. Cây này hãng mắt tắt của Korea nha. Hàng Korea xuất Nhật, cây này độ mới trên 85%, độ mới rất là cao luôn nè ha. Đó. Cây này bữa nay để giá xả cho anh em luôn ha. Cây này để giá xả cho anh em luôn. Cây này cứng 80, dài 3 mét, để cho anh em giá là giá xả cây này cho đi luôn nè, 950 thôi. Cây này 950 cho anh em ha, lấy nhanh thì còn ha. Giá này quá là tốt luôn, cứng 80 dài 3 mét. Rồi tới cây số cây này mã số 5 nha anh em. Cây này mã số 5 nha. Rồi tới cây mã số 6 nè. Đây, cây mã số 6 là một cây cần nội địa Nhật luôn nè. Cây này của Shimano nha anh em. Một cây Shimano NFT. Ha, độ cứng của nó là độ cứng, cây này độ cứng là độ cứng 50 nha. Cây này độ cứng 50. Đó, cứng 50. Đây, carbon sấn gân nè, đọt và đọt tháp nha. Phen là Fuji phản quang. Đó, bộ phen Fuji phản quang. Đó, cần carbon sấn gân nè, cây này cũng Shimano nha. Giờ anh em về xin keo lại nha anh em. Đó, cái góc dưới đây là cái này anh em về anh em quấn chỉ lại nha. Nó hở khúc này nè. Đó, nói chung là không có liên quan gì đến cần đâu. Ha. Giờ anh em quấn keo hay quấn chỉ gì anh em quấn cho nó bít cái này. Đó. Cây này giá xả cho anh em nè. Phen bát là Fuji hết nha. Bát là Fuji tem vàng luôn. Đây. Có qua dần rất là đẹp nè. Cây này độ cứng của nó là 50 và 2m4. Đó. Thì cây này để giá xả cho anh em nha. Cây này để cho anh em giá là giá tốt luôn. Để cho anh em giá là 850 thôi. Cây này 850 thôi. Của nội địa Nhật Shimano luôn, carbon sấn gân luôn nè.
Đó, 850 là anh em có cây carbon chơi nha. Cây này mã số 6 nha anh em. Đó, mã số 6 850. Rồi, mã số 7. Đây, mã số 7 rất là lý tưởng luôn. Mã số 7 này anh em câu có đẫm có bùng gì nè. Thì cây này là cứng 50, dài 2m1, quá là chuẩn luôn. Nó cứng 50 dài 2m1. Gốc là carbon hai da nha. Nha, carbon hai da dưới gốc nha anh em. Đó. Đọt là carbon sáng gân mà nó sơn sơn trơn đó. Nó cứng 50 dài 2m4. Cây này hó lơ spawn. Cây này hàng của Korea xuất Nhật nha, hãng Suzumi nha anh em. Cây này của hãng Suzumi. Đâu rồi? Đây đây, SZM nè. Suzumi của Korea. Bát đề cao luôn. Cái bát rất là đẹp ha. Nè, bằng luôn nè. Thấy không? Phen bát là Fuji hết nha anh em. Cây này màu trắng rất là đẹp. Thì cây này có giá của nó là, cây này để cho anh em giá là 1 triệu nha anh em. Cây này 1 triệu nha. Mã số của cây này là mã số 2 4 6 3. Cây này mã số 7 nha anh em. Wow. 1 2 3 4 5 6. Đúng rồi. Cây này mã số 7 nha. Cây này là mã số 7. 1 triệu nha anh em. Để anh em 1 triệu thôi. Đó. Cái gốc này, cái này là carbon hai da luôn nè. Rồi, cái mã số 8. Đây, mã số 8 anh em nào mà chơi bạo lực đi, bạo lực câu biển đâu đây. Câu cá to đâu đây. Thì đây, đây là một cây cần chuẩn bạo lực luôn. Đó, một cây này là một cây cần phíp nha anh em. Một cây cần phíp hai đọt dòng bạo lực. À, độ dài của nó là cây này dài 2m4 nha. Đúng không? Đúng rồi. Cây này dài 2m4 nha anh em. Hai đọt dòng bạo lực và bán là bách kẽm nha. Nó cần thì nó quấn chỉ rất là nhiều luôn. Cây này quấn chỉ rất là nhiều. Là gốc nó quấn chỉ nè. À, quấn chỉ qua dần nữa nè ha. À, phen L3 là chân quỳ nè ha. Phen L3 chân quỳ. Đó, phen biển chân quỳ. Còn bộ phen là bộ phen biển nha. Phen này chuyên biển. Đó. Cái đọt là nó quấn chỉ nha anh em. Nó quấn chỉ cho anh em là từ đây nè. Lên tới trên đây luôn nè, đọt là quấn hết trơn chỉ luôn nha. Đó, độ cứng là tương đương là chậm cỡ 100 đến 150 nha anh em. Hai đọt là bằng nhau luôn. Hai đọt này nó là bằng nhau luôn, không có xê lệch gì hết. Là độ cứng tầm khoảng 100 đến 150 hai cái đọt này. Nha. Đó. Cầm còn rất là mới luôn. Cầm khá là mới cho anh em chơi bầu lực. Đó, anh em nào đánh bầu lực thì lấy cây này nha. Thì cây này có giá của nó là cũng rất là mềm. Cây này giá của nó là 900k thôi. Nha. Cho anh em chơi bạo lực nha anh em. 900k. Mã số cây này là mã số 8 nha. Dài 2m4 hai đọt. Đó, dòng bạo lực. Mã số 8 900k. Rồi, mã số 10. Đây, mã số 10 là chuyển qua dòng ISO, một cây ISO Nissin nội địa Nhật. Phen là Fuji thôi. Phen bass là Fuji nha. Phen là Fuji xích luôn. Cây này nó độ dài của nó là 4m2. Đây, phen Fuji xích luôn nha. Đây. Đâu có được hai cái phen chân được hai cái phen VIP nè. Hai phen này lên cho mấy cái cần VIP luôn nè. Đó, phen xích hết trơn nha anh em. Tất cả là phen xích hết nha. Đọt là độ cứng là cứng số 3 nha anh em, đọt số 3 nha. Đọt số 3 này khá cứng nha anh em. Đọt này cứng lắm á. Đó. Nào. Rồi đọt cái to kìa. À, đọt số 3. Cứng là cứng đọt số 3 đó. Thì dài nó là 4m2. Nó là dòng Nissin, bộ phen xích luôn. Thì bữa nay xả cái này cho anh em chơi. Để cho anh em giá là 850 thôi. Cây này, mã số của cây này là mã số của nó là mã số 9 nha. Đây, cây này mã số 9 nha anh em. Để cho anh em giá 850 rồi. Bộ phen xích mà giá 850 thì quá là mềm nha anh em. Đó, giờ 4m2. Mã số 9 này 850. Rồi, tới mã số 10. Đây, mã số 10 anh em nào chơi ISO phen to thì đây. Đọt số 3 dài 5m3. Ha, đọt số 3 thì cây này cũng cứng lắm nha. Đọt số 3 là chuẩn rồi. Đó. À, cây này nó mạ chrome nè, sáng bóng luôn ha. Bát là bát Fuji luôn. Cây này dòng view HD gì đó. Cây này đọc số 3 dài 5m3.
Cây này hàng chung nha em, hàng chung xuất Nhật nha. Đây, cây này hàng China xuất Nhật. Đó, bộ phèn là phèn Fuji luôn nha. Phèn bát làm Fuji hết, anh em yên tâm. Không có nứt chân phèn luôn nha. Còn nè, bộ phèn còn rất là sáng luôn. Bộ phèn Fuji còn rất là sáng luôn nè ha. Không nứt chân phèn. Đây, cần thì còn rất là ok, cần còn rất là đẹp luôn. Đây. Đó nào. Carbon sáng răng nha nè. Cây này còn carbon sáng răng. Đó, cần còn rất là mới. Bên trong mới lắm. Nè, full mới luôn. Đó, nào. Đây. Bây giờ góc dưới đây thì có hơi xước xát xíu nha. Xước xát do nó để chống cặn đó anh em. Đó. Nè. Rồi cây này bữa nay thả cho anh em. Xả giá rẻ cho anh em chơi luôn ha. Cây này xả cho anh em giá 900k thôi. 900k cây này ha. Mã số là mã số cây này như mã số 10 quá. Cây này mã số 10 nha anh em. Cây này mã số 10. Mã số 10 này 900k thôi. ISO phen to. Rồi tới mã số 11. Đây, mã 11 là một cây cần tay trợ máy Shimano. Cây này độ mới rất là cao á, tại vì nó bị dính ba cái keo nè. Em không vệ sinh. Em chưa vệ sinh. Bát là Fuji Titan Lead luôn, thép chống rỉ luôn ha. Một cây cần tay trợ máy zoom 2 chế độ luôn. Cây này nó là một chế độ là dài 5m, 5m3 và 6m3 ha. Đây. Còn nắp đầu còn đầy đủ luôn. Phèn là phèn xích luôn nha anh em. Cây này phèn xích luôn. Phèn xích đi. Đây. Bộ phèn trợ máy của nó là bộ phèn gold luôn nha. Kẽm vàng. Đó nè, phèn kẽm vàng luôn nè. Thấy không? Đọt của mấy thằng này là như cọc kiểu Ikeda với anh em. Thằng ta trợ máy là nó là vậy đó. Đọt của nó tháp cái kiểu như Ikeda vậy đó. Cần rất là thẳng luôn, thẳng tưng luôn. Còn em rút ra là thẳng tưng luôn. Đây, bu nè. Thấy không? Cây này cái phôi đẹp kinh khủng luôn. Này, anh em nhìn cái phôi của cây này nè. Thấy không? Đó, cái phôi carbon sáng răng toàn thân luôn nè, thấy không? Đó, carbon sáng răng mà bóng nữa chứ. Đó, thấy không? Dạ, chế độ dơm của nó nằm ở đây nè. Anh em muốn câu dài thì dơm ra. Đó, thấy không? Chế độ dơm của nó đó. Dơm 5m3, 6m3 đấy. Nè. Thì cây này bữa nay giá xả cho anh em luôn. Đợi còn 1,6 triệu nha nè. Cây này để cho anh em 1,6 triệu thôi. Một cây cần tay chơ máy loại Ikeda. Cây này của hãng Shimano Nhật Bản nha. Hàng nội địa Nhật nha. Đây, tem Nhật đây. Hãng Shimano. Nắp đầu còn luôn. Cây này quá VIP. Rồi, cây này mã số của nó là mã số 11 nha anh em. Rồi, cây này mã số 11 nha. 1,6 triệu. Rồi, tới mã số 12. Mã số 12 là một cây cần Henchy. Một cây Henchy này của Alpha Tackle. Cái này là keo ha anh em. Dính keo ha, vệ sinh là ra hết. Đó, cây này của Alpha Tackle. À, đọt cây này là 20 nha. Cây này độ cứng 20 nha nè. À, dài 1m8. Một cây Henchy. Bát là bát Fuji luôn. Khoen bát là Fuji hết. Nè, khoen bát là Fuji hết. Khoen rất là nhiều nè anh em. Thấy không? Cây này cậu bè khỏi chơi rồi, cậu hành cậu cháp rồi đó. Đây, cứng là cứng 20. Đó. Cần gặp bông sáng gân ha. Cây này để cho anh em giá là, cây này để anh em 500k. Cây này 500k nha anh em, gặp bông. Một cây Henchy. Cây này còn độ mới cũng khá là cao á. Và mã số là mã số 12 ha. Cứng 20 và 1m8. Cây họ Henchy. Cái cây một cây cũng hơi loại Henchy nữa là mã số 13 nè. Cây này mã số 13. Một cây Henchy dây trong. Hàng là Korea xuất Nhật ha. Đó. Đọt mưu dài 2m1 nha nè. Đó. Phèn là phèn dẫn là xích gòn luôn. Đây, phèn dẫn xích gòn luôn nè. Thấy không? Cây này cho anh em đánh cảm giác đã không nè. Nè, có thể thay đấy, có thể là thay thế Ikeda được luôn. Tem Nhật đầy đủ nha nè. Cây này bữa nay để cho anh em giá là 500k thôi. Mã số 13 nha nè. Cứng 10 và 21 dây trong. Henchy dây trong. Đó. Rồi, tới mã số 14 là một bộ lua. Một bộ lua máy ngang.
cây cần quá là đẹp luôn. Đây, cây cần là một cây cần Phantom nha nè. Đây, một cây Daiwa Phantom Carbon Haya luôn. Cây này là Carbon Haya nha nè. Đây nè, thấy không? Từ gốc đến ngọn luôn. Độ mới cây này khá là cao. Cây này độ mới tầm 85% ăn lên. Đi với con máy Japan luôn, cũng là Daiwa luôn. Đi với con máy Daiwa luôn. ST15 có dù sẵn luôn nè. Máy rất là mượt nha nè. Đó, con ST15 nha. Cây Daiwa Phantom dài là 1m7 nha. Cây cần này dài 1m7. Đó, máy là Japan luôn. Đây, còn khá là nảy nha. Cây này độ cứng của nó là cứng M nha nè. Nó cây này cứng M. Đây, bộ này để cho em giá là 900k nha em. Bộ này 900k ha. Mã số của bộ này là mã số 14 nha. 14 này 900k. Cây cần Carbon Haya. Rồi, cái mã số 15. Mã số 15 là một cây cần tay. Một cây cần tay gấp khúc. Còn rất là mới. Đây, giả chút. Ha, nắp đầu còn luôn. Đây, 5 lóng, tổng cộng là 5 lóng. Độ cứng cây này tương đương là cây này độ cứng 3H nha nè. Cây này cứng tương đương là 3H nha. Rất là nảy luôn. Đọt là đọt đặc nha nè. Nó đọt đặc nha. Đó, mấy cần tay gấp khúc này là đa số là đọt đặc không à. Đây. Cần rất là đẹp luôn. Giả chút. Thì cây này bữa nay giá xả cho anh em chơi luôn. Ba cây cần tay này để đồng giá cho anh em chơi hết là 600k một cây, đồng giá cho anh em chơi hết luôn nè, xả luôn 600k thôi. Cây này dài 4m rưỡi nha anh em. Cây này dài 4m rưỡi nha, hãng Suzumi, hàng Korea xuất nhập nha. Đó, cây gấp khúc 4m rưỡi, cứng 3H này, để cho anh em giá 600k luôn. Mã số là 15 16. Đây, 16 là một cây cần cũng là Korea xuất nhập nữa nè, tem nhập đầy đủ nè. Một cây cần lóng ngắn nha nè. Cây này lóng ngắn, thu gọn của nó là có ok này, thu gọn khá là gọn nha. Cây này thu gọn có 45cm rồi anh em. Nè, cây này thu gọn có 45cm rồi. Nè, thấy không? Hai đen, 45cm. Đấy, hàng của thằng Alpha Taco, thằng Korea xuất nhập nha. Dài 4m1. Đầy lóng nè, ù lóng carbon chuẩn sắn gân luôn nè. Sắn gân 3D nha. À, đây, carbon sắn gân 3D. À, rất là mới nha nè. Đây. Càng rất là mới luôn. Nè, độ cứng là tương đương là mấy cây này cứng là tương đương là 3H nha nè. Đây, cái độ nảy của nó là 3H nha. Mấy cây lông ngắn này nảy lắm. Đó. 3H. Rồi, giá của nó là 600k cho anh em chơi luôn. Mã số là mã số 16 nha nè. 600k. Dài 4m1. Rồi mã số 17. Đây, mã số 17 là một cây 4m5 nè. Wow, cây này cũng là carbon lóng ngắn luôn. Thu gọn của nó là 55cm nha. Cây này thu gọn là 55cm, carbon sắn gân luôn. Dài 4m5 nè. Cần còn rất là mới nha. Nè, mấy cây này mới lắm. Ok. Không? Đây. À, rất là mới luôn. Đó. Đây, hoa hầu cây này được cái bu chống sắn luôn nè. Cây này bu chống sắn luôn nè. Bu chống sắn 360 độ luôn. Cái này nó chưa có cuộc lại cái câu luôn nè. Cây này nếu chưa câu luôn hay gì á. Mà sao nó chưa cuộc lại nói dây luôn nè. Ha, độ cứng là 3H nha nè. Độ cứng trên luôn là 3H luôn. Cần rất là nảy nha. Rút ra thẳng tưng luôn, không sụ nha nè. Không sụ một miếng luôn nha. Đó. Thì cây này cũng để cho anh em giá là 600k luôn. À, lấy nhanh thì còn nha nè. Rồi, chào anh em ha.